Chào các bạn, hôm nay mình làm tiếp với lệnh transfer và tôi dùng cái file là transfer trong thư mục là engineering feature transfer. Trong Kubernetes nó có hai dạng transfer các bạn, một cái là mình bo tròn cạnh, mình vát cạnh, một kiểu thứ hai là gọi là corner transfer, tức là mình sẽ vát góc. Thì cái kiểu mà transfer cạnh á, thì nó hoàn toàn giống như cách làm việc của lệnh route. Đây tôi dùng lệnh transfer cạnh nha. Nó cũng có những yếu tố cần quan tâm, như là thứ nhất là mình nói về cái đối tượng. Thì đối tượng trong cái chamfer này là cạnh các bạn. Nếu như mình muốn là những cạnh mà mình bo, mình vác á, nó có cùng cái chiều dài cạnh vác á, thì các bạn nhấn Ctrl chọn thêm. Đây này. Và để chị quản lý các bạn có thể là mình sổ có thể là set xuống để mình kiểm soát này. Bây giờ set 1 có 3 anh. Muốn bo thêm một anh thứ tư mà khác cái set đó thì mình buông Ctrl ra. Mình chọn anh này. Rồi, về các cái kiểu mà mình chamfer á thì nó sẽ có những kiểu sau đây. Ví dụ như D, D tức là hai cái chiều dài vác nó bằng nhau. D1, D2 tức là cái chiều dài vác khác nhau, tức là một cái là một bên này là mình cho nó dài hơn bên còn lại. À, cho 20 đi, nó khác đi. Hoặc một cái kiểu thường gặp khi mình thiết kế cơ khí của mình là C45, tức là mình sẽ vác 45 độ, thì bạn có thể cho là 45 nhân D. Rồi cái kiểu angle tức là bây giờ mình cũng vác nhưng không phải 45 độ nữa, mà mình cho một góc bất kỳ. Ví dụ như mình cho rằng một anh này là góc là 60 hoặc là 30 ha. Một anh thì cho chiều dài, một anh là cho góc bất kỳ, thì kiểu này. Ngoài ra nó còn hai kiểu ô ô và ô 1 nhân ô 2, là khi mà cái chiều dài cạnh vác của mình đó, nó bằng cái bề rộng cái chiều dài của sản phẩm luôn á, thì cái đó các bạn sẽ không chọn được cái kiểu này và bắt buộc mình chuyển sang cái kiểu này. Thì trong tình huống đọc sẽ hiểu được cái tại sao nó có cái cách chọn như vậy. Tại vì ở đây cái cạnh của mình các bạn, cái cạnh vác của mình á, nó bằng này, nhưng mà tổng cái chiều dài cạnh của mình á, nó dài tới đây lần nè. Nhưng mà nếu trong trường hợp đã bằng nhau luôn á, thì bắt buộc các bạn phải chọn sang cái chế độ là ô 1, ô 2 hoặc là ô nhân ô. Rồi tôi nói qua về cái đối tượng ha, cái kiểu rồi, và tôi bây giờ tới giá trị độ lớn. Thì cũng rất là đơn giản đó các bạn. Bạn có thể là nhập thay đổi cái giá trị độ lớn ở đây nha. Các bạn có thể là để đây hoặc các bạn gõ vào đây. Các bạn cũng có thể để cái chế độ là value hay là reference, tức là mình cho cái cạnh vác này á, nó bằng bao nhiêu phần trăm của cái cạnh của mình. Thì bạn để là value giá trị thực, hoặc là các bạn để theo giá trị tham chiếu. Tiếp theo là cái việc mình xử lý giao nhau như thế nào và cái việc stop như làm sao. Thì các bạn chuyển sang cái thẻ là transition mode. Tôi biết anh này một cái nha. Thì cái này thì nó sẽ có những kiểu sau đây. Thứ nhất là intersect, là kiểu nó bình dân như thế này. Cái kiểu thứ hai các bạn có thể chọn là kiểu là corner plan, thì nó sẽ là nó vác thẳng như vậy luôn. Và kiểu thứ ba nó cũng gọi là kiểu là path, là mình sẽ đi một hướng, nó sẽ vác vào hướng này đấy. Thì thông thường tôi nghĩ rằng ở đây cái kiểu mà phù hợp nhất của mình á, cái là cái kiểu là corner plan nè, mình sẽ vạt hẳn cái đầu như thế này. Rồi tương tự như là cái anh round, tức là nếu như thay vì mình vác toàn bộ cạnh như vậy mình không muốn, mình cũng có thể là tạo một cái điểm tham chiếu nha. Nhưng mà muốn tạo các bạn phải tạo trước khi lệnh này, cho nên ở đây nè, tôi sẽ kéo lên trên tí, tôi để nè, kéo lên trên tí nha. Tôi tạo một cái điểm tham chiếu ở đây. Ví dụ như tôi để là 0.5 đi. Rồi sau đó tôi sẽ kéo cái này xuống nha. Coi như là lúc này là lệnh rao sẽ có sau cái lệnh pawn này. Tôi edit và tôi dùng thẻ này để tôi stop nó lại các bạn. Nên tôi biết vô đây một cái nha. Thì tôi là stop at reference. Tôi biết vô cái điểm này. Như bất kỳ như vậy thôi. Thì đó là cái lệnh mà bo tròn. Xin lỗi, cái lệnh vác vác cạnh. Bây giờ tôi nói về lệnh vắt góc nha. Ở đây giả sử tôi anh này tôi sửa lại, tôi xóa này đi. Cái set 2 nè, tôi delete nó đi. Rồi. Thì để vắt góc, các bạn dùng một chức năng là chamfer, mà gọi là corner chamfer. Các bạn pick vô cái điểm này ha. Sau đó bạn nhập giá trị ra. Đây giả sử tôi muốn anh này là tôi vác ảnh là 30. Anh này ví dụ như là 30 luôn. Anh này vô tôi cho là 45. Thì đây là cách làm việc của cái phiên bản mới các bạn, cái phiên bản mà những cái phiên bản, thậm chí là cả Kubernetes luôn á, mà phiên bản mà tôi nhớ là Creo 2 hay Creo 3 trở về trước á, thì nó là giao diện, nó còn cái giao diện của cái menu manager nó rất là rườm rà các bạn. Thì bây giờ tới đây thì nó làm cho mình khá thân thiện rồi, các bạn chỉ việc là pick cái điểm và nhập độ lớn vào thôi là các bạn có được cái góc vác thế này. Câu hỏi đặt ra là trong tình huống mình không có lệnh này thì mình làm sao? Thì khi đó các bạn phải làm thủ công bằng cách là mình tạo ra cái mặt phẳng và mình cắt cái sản phẩm của mình.
Bây giờ tôi làm ở góc này nha. Bây giờ tình huống là tôi không có cái lệnh corner chamfer này, tôi làm thủ công như sau. Tôi cũng tạo ra cái pawn cho các bạn, dù tôi phải cái pawn này nha. Rồi, tôi dùng giá trị độ lớn là real tuyệt đối nè. Thì tôi muốn anh này là ví dụ như là 45 đi. À, 45 lớn quá. Tôi cho ví dụ như là 30 thôi. Ý, à nó đầu này tôi nét end đi nha. Như vậy đi. Thì tôi cho là 30, tức là nó ở đây là bằng là 30 nè. Rồi. Tôi new pawn. Tôi biết chỗ cạnh này. À, tôi cũng là nét end nha. Rồi, tôi cho nó là cái điểm end, cái điểm vuông các bạn. Tôi cho anh này cũng là 30 luôn. Tôi new pawn cái nữa. Thì tôi biết cái cạnh này. Tôi điểm tham chiếu đây nè, tôi sẽ nét end lại, tôi cho anh này ví dụ như 45. Rồi. Tôi tạo một cái mặt phẳng các bạn đi qua ba điểm này. Dùng định plane nè. Tôi chọn một điểm, nhấn kình trên chọn điểm thứ hai, điểm thứ ba. Tôi có mặt phẳng như vậy rồi. Còn bật mặt phẳng lên nha. Sau đó tôi sẽ đi cắt các bạn, tôi chọn mặt phẳng này nè. Tôi sẽ đi solidify, tôi vạt nó đi. Như các bạn thấy á, ở đây tôi solidify, tôi đổi hướng đi nha. Tôi flip ở đầu đi nè. Cắt như vậy. Nó cũng ok cho tôi. Trong tình huống này tôi hên đó các bạn, tại vì cái mặt của tôi nè nó chưa phạm tới sản phẩm này nha. Trong tình huống nó phạm tới sản phẩm này, nó sẽ cắt luôn sản phẩm này. Và khi đó các bạn sẽ không thể dùng cái lệnh là lệnh plane này được nữa, mà các bạn phải dùng một cái lệnh là lệnh fill. Bây giờ này tôi sửa hướng lại đi nha. Sửa hướng lại. Khi đó các bạn phải tạo cái mặt như điều nó nhỏ nhỏ thôi bằng cách là mình dùng định fill. Nhưng mà thôi, cái đó là phần thiết kế nâng cao rồi, tôi chỉ là nhắc mà các bạn để biết rằng gì, trong tình huống mà mình không có cái lệnh là corner chamfer thì mình vẫn có thể là dùng cách là mình cắt bằng mặt phẳng bình thường được nha các bạn. Rồi, tôi dừng lại lệnh chamfer ở đây. Cảm ơn các bạn.